Xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Hôm nay mình xin chia sẻ tiếp bài trong chuỗi bài tìm hiểu chứng khoán cho người mới bắt đầu. Bài số 14, mẫu hình nến búa ngược và các mẫu hình sao. Thì hôm nay sẽ có những cái mẫu hình nến, tiếp tục là những mẫu hình nến đảo chiều. Đầu tiên là cặp búa ngược và cặp mẫu hình sao. Và tiếp theo là mẫu hình ba ngôi sao ở đáy và ba ngôi sao ở đỉnh. Thì đi vào cặp đầu tiên là búa ngược và mẫu hình sao. Thì búa ngược và mẫu hình sao nó cũng tương tự như bài 12 hôm trước mình có giới thiệu về mẫu hình nến búa và mẫu hình người treo cổ. Thì nó chỉ khác duy nhất một điều là gâu nến. Thay vì gâu nến hôm trước là nó quay xuống, nhưng mà cái bài hôm nay là gâu nến nó lại quay lên. Thì mẫu hình nến búa ngược xuất hiện sau xu hướng giảm của thị trường, và khi nến búa ngược xuất hiện nó sẽ báo hiệu một cái tín hiệu khả năng thị trường sẽ đảo chiều quay lên. Thì đây là một cái nến tích cực. Và ngược lại, cái mẫu hình nến sao băng thì sau khi một xu hướng tăng, nến sao băng xuất hiện và nó sẽ dự báo xu hướng tiếp theo có khả năng xảy ra, thị trường sẽ quay đầu giảm. Thì vận động giá của cái mẫu hình nến này là đầu tiên mở cửa ở một mức giá thấp trong phiên, bên mua đẩy giá lên nhưng yếu dần, và bên bán đẩy giá xuống cuối ngày, và giá mở cửa và giá đóng cửa nó khá là gần nhau, tạo ra thân nến khá là nhỏ. Thì như những cái lần trước mình đã nói, những cái nến thân nhỏ, màu nến không quan trọng, thì trong cái nến nến búa ngược này cũng tương tự. Thì yêu cầu cái nến búa ngược này là cái thân nến nó phải nhỏ và bóng nến nó phải dài dài ít nhất gấp đôi thân nến. Thì đây, nếu mà phân tích vận động giá của riêng biệt thân nến thì nó là một cái tín hiệu tiêu cực, nhưng tại sao khi mà ở mẫu hình nến búa ngược này nó lại là một cái dấu hiệu đảo chiều tích cực? Thì như mọi người thấy, khi mà phân tích cái giá cao nhất trong ngày nó đã cao hơn cái giá cao nhất của cái nến hôm trước, thì tại vì đây là một sao, một cái xu hướng giảm giá, nó xuất hiện một cái lực mua mong muốn là đẩy giá lên, đẩy giá của ngày hôm đó lên, mặc dù không thành công nhưng mà đã có xuất hiện một bộ phận đẩy lên và đẩy rất là cao. Nên khi mà xét vị trí của nó sau một cái xu hướng giảm, thì cây nến búa ngược xuất hiện trong xu hướng giảm lại là một cái dấu hiệu tích cực nha. Rất là nhiều người khó hiểu ở cái điểm này. Tiếp tục là khi mà tương tự ở cái mẫu hình sao băng. Sao băng thì bản thân cây nến nó là tiêu cực, xuất hiện ở đỉnh thì nó là dấu hiệu tiêu cực, thì không có gì khó hiểu. Một cái mẫu hình mình tương tự nhưng mà giá đóng cửa và giá mở cửa của cây nến là bằng nhau, thì đây người ta gọi là nến doji bimo. Thì cái mẫu hình này nó còn mang tính tiêu cực hơn là cái mẫu hình sao băng, tại vì giá mở cửa và giá đóng cửa bằng nhau nên là nó thể hiện cái mức độ đẩy giá của nó khá là mạnh. Thì đi vào một số cái mẫu hình có cái thân nến nhỏ, mình xin giới thiệu về một cái loại nến đặc biệt ở trong nến Nhật, người ta gọi là nến doji. Thì nến doji như mình vừa nói là giá mở cửa và giá đóng cửa bằng nhau, nên cây nến này nó thể hiện là sự lưỡng lự của thị trường, mở cửa đẩy giá lên và bên mua bên bán cứ giằng co đẩy lên đẩy xuống, nhưng cuối ngày giá nó vẫn quay về vị trí cũ. Nên là cây nến này khi mà xuất hiện trong một cái xu hướng thì nó mới có ý nghĩa, chứ còn khi mà thị trường không có xu hướng đi lên đi xuống trong một cái biên độ nhỏ thì cây nến này nó không có ý nghĩa dự báo. Thì trong mẫu hình ba ngôi sao ở đỉnh và ba ngôi sao ở đáy, thì ba ngôi sao này tức là một cái chuỗi của đến nến doji xuất hiện. Nến doji thì mình nói nến doji là những cái nến thể hiện sự lưỡng lự của thị trường, sau khi một thị trường có xu hướng, ví dụ thị trường sau một xu hướng giảm rõ ràng thì xuất hiện những cái cây nến
cái nến doji đầu tiên là cho thấy cái sự lưỡng lự thị trường là cái xu hướng giảm nó đã yếu đi. Tiếp tục cái nến doji tiếp theo và cái nến doji thứ ba đóng cửa cao hơn cái nến doji hôm trước, thì cái cụm nến này là tạo thành cái mô hình ba ngôi sao ở đáy. Thì cái cụm nến này nó sẽ khả năng rất là cao thị trường sẽ đảo chiều quay đầu đi lên. Thì tương tự ba ngôi sao ở đỉnh cũng vậy, tại vì những cái nến nhỏ này là những cái nến lưỡng lự mà tâm lý người ta lưỡng lự liên tục 3 phiên thì khả năng quay đầu nó cao. Số 3 ở trong phân tích của người Nhật nó rất là quan trọng, tại vì số số 4 rất là nhiều mô hình nó sử dụng liên quan tới số 3, tại vì số 4 là nó tương tự như trong chữ hoa số 4 có nó có liên quan cái chữ như của mình là tư thì nó đọc chạy của chữ tử, nên là số 4 là số rất kỵ trong văn hóa của người Nhật, nên là số 3 là số rất là quan trọng. Thì cái bài hôm nay mình chủ yếu nói lý thuyết để mọi người nắm một cái nguyên tắc cốt lõi là những cái nến thăng nhỏ thể hiện sự lưỡng lự của thị trường, và những cái nến thăng nhỏ có giá trị dự báo khi nó xuất hiện sau một cái xu hướng trước đó rõ ràng thị trường có xu hướng, còn trong thị trường lưỡng lự thì những cái nến này bình thường không có giá trị dự báo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.